mặt với những áp lực cuộc sống, nhiều người rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Thế nhưng, có không ít trường hợp nôn ói liên tục, rối loạn điện giải, thậm chí có thể ngất xỉu. Nhiều người xem nhẹ biểu hiện này, tuy nhiên đây lại là một trong những triệu chứng của bệnh lý đặc biệt. Mới đây, một chàng trai 25 tuổi ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang là chủ tiệm tóc, cũng được chẩn đoán mắc loại bệnh này. Theo đó, nam thanh niên này thường xuyên thăm khám nhiều lần tại một bệnh viện ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, các bác sĩ theo dõi và nhận định rằng bệnh nhân này sẽ gặp các triệu chứng bất thường về sức khỏe khi có một sự kiện đặc biệt trong cuộc sống. Bác sĩ Lê Duy, phòng khám rối loạn giấc ngủ về stress thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nam bệnh nhân này mắc một căn bệnh khá đặc biệt. Theo đó, trước khi cưới vợ, anh chàng đã liên tục mắc ói, nôn khan trầm trọng tới mức phải nhập viện. Đặc biệt, cứ mỗi lần ăn uống, anh đều cảm thấy rất khó chịu, buộc phải nôn ra hết mới thoải mái. Bệnh tình kéo dài suốt một thời gian và chỉ thuyên giảm khi sự kiện này kết thúc. Sau khi tiếp nhận và thăm khám, cùng khai thác bệnh sử, nam thanh niên được các bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn dạng cơ thể. Cụ thể, rối loạn dạng cơ thể là một rối loạn tâm thần thuộc nhóm liên quan đến stress, khiến bệnh nhân không có khả năng kiểm soát và đối mặt với áp lực. Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ cho biết, hiện vẫn chưa có cách điều trị dứt điểm căn bệnh này, tuy nhiên vẫn có thể kiểm soát được tình hình bệnh. Theo đó, bệnh nhân sẽ được điều trị triệu chứng bằng thuốc hoặc không và hỗ trợ vấn đề về tâm lý.